Nói chung ra là hiệp sĩ Bình Hải vừa qua thì có hai người mẹ ở quê xa, hiện nay tạm trú ở Bình Chánh, có nhờ hiệp sĩ Bình Hải là giải cứu giùm hai đứa con xin việc làm trên mạng, nó đem bán qua ở Campuchia. Thì nói chung là sự việc thì đã giải cứu xong rồi. Một lần nữa tôi cảm ơn anh Thành, đại sứ quán Việt Nam ở Campuchia và cảnh sát quốc gia Campuchia đã hỗ trợ, đã giúp đưa hai đứa con ra khỏi cái chỗ mà khu cự trị của Trung Quốc, đã đưa hai bé vô để làm, để lên mạng bấm máy, nhưng mà vô đó thì được bộ buôn người nó kêu chuột, nó thẳng vậy ha. Bây giờ chị họ tên gì? Thị Minh Hạnh. Sinh năm mấy? Sinh năm 82. Quê chị đâu lận? Quê Sóc Trăng. Sóc Trăng. Hiện giờ chị cầm chú ở phường Chứng phải không? Dạ. Rồi bữa hổm tôi có kêu chị rồi đến công an phường là trình bày là sự việc là con chị bị gì vậy, rồi công an phường Chứng có lấy làm hồ sơ chưa? Có. Có làm sơ phải không? Dạ. Rồi còn chị họ tên gì? Dạ. Em Lê Thị Hằng. Sinh năm mấy? Năm 1989. Quê chị đâu lận? Bữa hổm chị lớn đây nhờ sĩ Bình Hải là cầu cứu cho con chị, là con chị hiện giờ là an toàn rồi ha. Yeah. An toàn hẳn là cứu được rồi ha. Thôi chỉ có lại đôi lời nào cảm ơn anh Thành, đại sứ quán Việt Nam Campuchia, cảm ơn cảnh sát quốc gia Campuchia, cảm ơn đội hiệp sĩ Bình Hải. Chị có phải có lời đôi lời gì để nói? Tiên là cảm ơn chú Hải với cái anh chú Thành bên đại sứ quán Campuchia đã cứu được bé về, rồi gia đình cũng biết cảm ơn thôi ạ. Rồi hiệp sĩ Hải giúp chị rồi có đòi tiền bạc dùng? Dạ không. Ở đây là giúp bằng tình người ha, đó là hẳn vậy. Con chị bây giờ thôi chưa, bây giờ một lần nữa chị nói lớn lên để chị cảm ơn anh Thành, đại sứ quán Việt Nam Campuchia và cảnh sát quốc gia Campuchia và đội hiệp sĩ Vinh Hải, là chị nói lớn lên cho mọi người biết để đã cứu con chị về, chị nói cho rõ cho ngay ấy, nói lớn lên. Tiên là xin cảm ơn thầy chú Thành ở bên Campuchia với là công an cảnh sát quân gia Campuchia đã cứu được bé giúp gia đình, như vậy ngoài gia đình cũng biết cảm ơn cảnh sát đó với là chú Hải. Rồi cảm ơn chị rồi. Yeah. Rồi bây giờ chị có đôi lời gì nói để để cho mọi người biết, để mọi người cảnh giác là mốt không có xin việc làm trên mạng để nó bỏ buôn người bán qua Campuchia để nó qua chuột tiền, chị nói cho rõ. Trước khi cảm ơn anh Hải với anh Thành bên Cam giúp đỡ cứu con bé về nhà, xin cảm ơn anh Hải với đội bên anh Hải. Rồi. Dạ. Rồi cảm ơn chị, cảm ơn chị nơi. Bây giờ một lần nữa cô đã hay thay mặt gia đình cảm ơn anh Thành, đại sứ quán Việt Nam Campuchia đã cùng hiệp sĩ Vinh Hải và cảnh sát quốc gia Campuchia đã cứu hai bé gái về đến hiện nay là nói chung an toàn, nói chung là được an toàn rồi. Cảm ơn anh Thành nhiều, là một lần nữa cô cảm ơn anh Thành. Nói chung ơn này cô nói hết thiệt. Còn nói chung là anh Thành rất là thương dân. Nghe người dân trình báo là giúp đỡ, giữa phi anh Thành cũng điện nữa, cảm ơn Thành nhiều, cảm ơn. Nói chung là bây giờ nè, mấy người mà có con cảnh giác, có con mà bán cao chim mà đem tiền, cứ như là đưa tiền gửi chuột, nhưng mà gửi chuột là không có chuột được nha. Có nhiều người họ mắc mấy trăm triệu mà chuột được, tức là gửi một cái phản không có chuột được. Nên bà con cảnh giác, có gì điện thoại hiệp sĩ Vinh Hải 0913630921, 0913785858. Hiện nay là bây giờ là tôi nói hẳn là bây giờ là lừa đảo không à, chuyển tiền nhưng mà là mắc tiền mắc câu mà bên đó là mắc câu. Nên bây giờ bà con bác có gì cứ điện thoại trực tiếp cô sẽ hướng dẫn ha. Chứ nhiều người họ gửi, có người họ gửi từ sáng nói chiều nay cái hồ con của mình qua cái con bài, nhưng mà gửi riết mà đến chiều tối cũng thấy luôn đó, thì hối hận đó, thì nói mọi người biết tiền mắc tật mang, nên đừng nên xin làm trên mạng ha. Và đó, cảm ơn mọi người, cảm ơn. Bây giờ anh em đến cầu xóa nợ bà con, cầu xóa nợ đó. Bây giờ anh em đi qua giải cứu con kênh rồi, cầu xóa nợ đó. Đây là mà anh tài xế đưa Hải đi đến nơi và đến chốn. Tài xế quen thuộc hả? Tài xế quen thuộc. Rồi bà con thấy anh em đã đi là phải đi cho đến nơi và đến chốn. Rồi đêm nay đến chốn. Không có xin việc làm trên mạng nha. Cảm ơn chú Hải nhé. Bây giờ đưa nó về, cậu vừa cứu chi giùm mấy hai này nó tội lắm, nó xin nó hoài quê. Rồi cảm ơn chú Hải không? Cảm ơn chú Hải. Rồi mấy bạn không có đi xin việc làm trên mạng nữa nghe. Dạ vâng. Rồi. Giải cứu ở Campuchia nè, đứng qua đây nè. Đây nè, cho tôi
đứng đây nè, đứng đây đứng cái cảnh này nè, đứng đây đường đó đó. Rồi qua đây. Bây giờ đây vô đứng ra, bé đi vô giải gia đình. Hôm nay khóc xong khóc đi nè, mày cầm đi coi. Dạ. Mày không buồn ghê rồi mày không cảm ơn nè, bây giờ nó lớn lên nè, gia đình cảm ơn anh. Nè bây giờ cô đại diện, cô đại diện cho mấy đứa em này ở Việt Nam thì làm trên mạng thì bị bán qua Campuchia, bán qua Campuchia, thì bây giờ tôi cảm ơn anh Thành, đại thuế Campuchia và cảnh sát quốc gia Campuchia, biên phòng Campuchia và hải quan Campuchia và biên phòng một bài, cảm ơn biên phòng một bài, bộ đội biên phòng một bài đã giải cứu, phối hợp với hiệp sĩ Quỳnh Hải giải cứu mấy bé về. Nói chung là mấy bé này là rất là tội nghiệp, mất vào năm cũ thôi. Gia đình có nói cảm ơn trời. Nói đi. Cảm ơn đại sư quán. Anh Thành. Đại sư quán. Cứu con em về cho, xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn đội hiệp sĩ Nguyễn Anh Hải. Cảm ơn đội hiệp sĩ Nguyễn Anh Hải. Và các cảnh sát Hoàng gia Campuchia. Cảnh sát Hoàng gia Campuchia. Và hải quan Campuchia. Xin cảnh Campuchia. Rồi, đi biên phòng khơi được rồi. Thì nói là rồi mấy bé này nói đi. Mốt thì không có thể làm trên mạng nữa, xin đi. Nói đi. Rồi. Cảm ơn chú Thành đi. Chú Thành đại sứ quán Việt Nam Campuchia. Bé này. Cảm ơn. Nói đi. Cảm ơn chú Thành Việt Nam Campuchia và cảm ơn đội bộ đội biên phòng một bài, cứ không một bài. Rồi cả nhà mình ôm nhau lại chơi đi. Khóc gì nãy. Giờ khóc không có được đâu, thôi giờ được rồi. Ôm mẹ đi, ôm mẹ đi. Này này, này vô bên kia. Đó, đó. Này là người nhà hả? Bây giờ nó chung mừng mọi người. Không có đi nữa không? Rồi đó. Đó ba mẹ gặp con khóc rồi, hồi nãy khóc ở bên phòng rất là nhiều. Đó xúc động, mẹ xúc động. Nói chung là không, nói chung không có không, không là không có hiệp sĩ Minh Hải là không ấy không. Hẳn luôn là không có về đâu, nó hẳn luôn ở suốt đời, nó nhốt suốt đời luôn. Chết đứa biết không? Chết đứa ở Hà Nội. Mới chết qua. Nó biết luôn. Chết đứa Hà Nội. Có nghe. Chết. Có thấy ớn không? Nè đánh thằng này đánh nè, giờ này thằng này bị đánh nè, tay trên cọc lên nè. Có sao có nó vậy? Nó bị đánh. Mày tao nó hay tao bù mày lắm, gia đình mày. Không có cảm ơn Hải cái mà đấy để tao còn điện cho mày. Bù mày kìa thiệt. Rồi bây giờ tôi đại diện cho đội sĩ Minh Hải, cảm ơn anh Thành, đại sứ quán Việt Nam Campuchia, cảm ơn bộ đội biên phòng ở Mộc Bài, cảm ơn hải quan đại cảnh sát Campuchia, cảm ơn, đi đi, cảm ơn. Minh Hải đưa bé về, này đi đủ không? Nè, vậy, mình nói cho dắt cho thằng ốp vào đây, mới cho thằng ốp, nhanh, đừng sẽ chạy cho nó về, thằng ốp vào, ốp vào đấy được, rồi cho, thôi cho nhỏ vào đây, rồi về, sao? Con nhỏ đi bên đây. Ở bà bên đó đi cho ở bên đây. Bà đó đi. Rồi bây giờ cảm ơn mọi người, cảm ơn đây là tôi đang ở đây. Lấy xe. Đi đủ không? Đủ không? Rồi cảm ơn. Rồi. Bà đây nha. Sao? Hai mươi con ở ngồi. Rồi cái ngồi kia đây đi, hai mươi con ngồi đây. Hai con lên đây. Rồi con ra hiệp sĩ và đưa về giải cứu thành công rồi, về không có cống đồng bạc đâu nghe bà con. Để cứu là không cống đồng bạc ha. Rồi. Rồi bây giờ. Dạ con. Rồi về không? Về về. Thằng kia vô đây. Qua đây. 4 triệu hả? Bây giờ anh em đã giải cứu thành công rồi, thì anh em về. Đâu phải sung sướng được. Giải cứu thành công rồi, bà anh em về nghe. Bà cô bác là bận, đừng xin việc làm trên mạng. Bây giờ người nhà có đôi lời nói cho mọi người biết, đừng cho con em mình xin làm trên mạng. Nói đi. Chị nói đi. Nói đi thì cho cảnh giác, mình phải giúp người khác nữa. Không biết nói gì trơn. Thôi bây giờ nói thẳng rồi, bây giờ anh chị thay mặt bắt đèn lên đi. Đó bây giờ thôi, nói thẳng rồi, bây giờ chị thay mặt chị nói cái cô gửi cho anh Thành nghe. Cho anh biết anh bây giờ cô thay mặt hiệp sĩ Nguyễn Đình Hải, cảm ơn anh Thành đại sứ Việt Nam Campuchia, cảm ơn biên phòng một bài, cửa khẩu một bài, cảm ơn hải quan xuất nhập cảnh ở Campuchia, rồi cảm ơn cảnh sát Campuchia, cảm ơn rất là nhiều đã giải cứu thành công
Nói chung là tôi không có biết đường nào là ơn, nhưng ơn dữ lắm thì tôi không bao giờ quên. Còn chỉ có nói gì đôi lời gì cảm ơn mấy ảnh ha. Xin cảm ơn bên anh Thành bên đại sứ quán Việt Nam Campuchia, đại sứ quán bên Việt Nam Campuchia giải cứu bé. Nó xin cảm ơn gia đình bé mới 15 tuổi rồi. Dạ. Cảm ơn bộ đội biên phòng Mộc Bài. Thôi gì, nói chung là bà xúc động quá, bà khóc, gặp được con bà khóc, có chừng là bà xúc động thông cảm, mấy anh cũng thông cảm nè. Thôi rồi, tôi thay mặt đội sĩ Quỳnh Hải cảm ơn anh Thành, đại sứ quán Việt Nam Campuchia, cảm ơn anh có và cảm ơn anh vừa nãy mà ấy mình anh có gì gì. Thôi cảm ơn lãnh đạo, ban lãnh đạo của bộ đội biên phòng Mộc Bài đã phối hợp đã giải cứu mấy bé về, rất cảm ơn rất nhiều. Heo hôm nay là giải cứu được hai bé ha, để cứu được hai bé về và thêm một em ở Vĩnh Long nữa mà nói chung là mà hiệp sĩ này là giúp giùm giúp bằng tâm cả người ha. Nói chung là bà con cũng hiểu, giờ này tôi còn về chưa toàn buổi có buổi sáng nha, giờ quá. Giờ này tôi chưa ăn uống gì là biết rồi, tôi phải về thôi, về đi là phải về. Cảm ơn nhiều, hôm nay giải cứu được ba người, nghe nói thẳng rồi, giải cứu được ba người, cảm ơn tất cả, cảm ơn tất cả.